Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay ở trung tâm thủ đô Berlin, nơi đang rất yên bình, và xung quanh các bạn thấy đây là một cái khu công viên ở nằm ngay giữa trung tâm của thủ đô Berlin với rất nhiều cây xanh và sạch sẽ, cũng như môi trường tốt để cho người dân đến đây được hưởng thụ một cuộc sống tự do và văn minh. Và hiện nay ở Việt Nam cũng như vùng Biển Đông đã xảy ra một sự việc rất quan trọng và nghiêm trọng. Đó là việc là Trung Quốc đã tìm mọi cách là giấu vũ khí, chuẩn bị chiến tranh, còn Việt Nam thì lại mua sắm thêm tiên lửa và các tàu chiến để có thể chuẩn bị vào cái việc đối đầu với Trung Quốc trong thời gian tới. Vậy Trung Quốc đã chuẩn bị gì cho cái hải chiến ở Biển Đông trong vào thời gian qua, cũng như họ đã đầu tư ngân sách quốc phòng như thế nào cho cái việc mà tìm mọi cách để thôn tính cái lãnh thổ, lãnh hải của những nước khác ở trên vùng Biển Đông đó. Đầu tiên thì như các bạn cũng đã biết là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama vào năm 2015 là sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo ở trên một số trang truyền thông quốc tế cũng như là trong nước. Và ở trong thời gian mà ông Tập Cận Bình thăm ông Obama tại Mỹ thì ông ấy có nói rằng là cam kết là không quân sự hóa Biển Đông vào thời gian đó. Và dường như cái điều đó đã được Trung Quốc tìm mọi cách quảng cáo, quảng bá cái hình ảnh cũng như là cái phát ngôn của Chủ tịch Tập Cận Bình về cái việc mà sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Nhưng điều đó đã không phải như vậy. Và tướng Joseph Dovhoff, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Và ngoài ra, vào mùa thu năm 2016 thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay đó là các đường băng dài hơn 3 km, các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai các thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, ông tướng Joseph Dothoff này của Mỹ cũng đã nói rất rõ ràng là họ đã từ bỏ cam kết đó. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể chứng kiến khi mà ông Tập Cận Bình đã hứa với ông Obama khi đến thăm Mỹ trong thời gian vừa qua. Và ngoài ra cái việc đó thì Trung Quốc luôn luôn che giấu cái việc là họ đã chiếm giữ các đảo nhỏ để xây dựng thành những cái căn cứ hậu cần cho không quân, cho hải quân rất lớn và liên tục phát triển và mở rộng trong thời gian qua. Tuy nhiên sau khi phát biểu tại Mỹ vào năm 2016 thì trong thời gian qua các bạn cũng chứng kiến vào ngày mùng 3 tháng đầu tháng 6 năm 2019 thì Trung Quốc lại làm một lần nữa lập lại, nhưng mà với một cái luận điệu hoàn toàn trái ngược, đó là việc Trung Quốc ngang nhiên thừa nhận quân sự hóa Biển Đông. Đây các hình ảnh các bạn thấy. Trung Quốc ngang nhiên cho mình có cái mọi cái quyền triển khai quân đội và chế tạo vũ khí trên các đảo và dạng san hô mà họ đang chiếm giữ và cải tạo trái phép. Cái hình ảnh mà các bạn thấy đó là khi mà tướng Ngụy Phương Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát biểu hôm 1 tháng 6 tại đối thoại Shangri-La ở Singapore và ngang nhiên cho rằng là Trung Quốc có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng trên các đảo tự nhiên và nhân tạo ở Biển Đông. Đây là quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền để thực hiện xây dựng trên lãnh thổ của mình. Ông Ngụy đã nói như vậy ở trong cái hội nghị như vậy, như đã các bạn đã chứng kiến vừa qua. Như vậy là một lần nữa Trung Quốc đã khẳng định rằng cái việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Barack Obama như vậy là hoàn toàn không đúng. Và bây giờ họ đã rõ ràng họ đã đưa cái chính sách của họ ra một cách công khai và ngang nhiên là quân sự hóa Biển Đông. Và Trung Quốc trong thời gian qua đã rất nỗ lực và rất nhanh bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện để chiếm giữ các đảo nhỏ và xây dựng thành những căn cứ cung cấp rất là nhiều những cái cơ sở hậu cần và cái giống như là những cái căn cứ rất lớn ở trên Biển Đông, ở tại đảo Gạc Ma và bãi chữ thập là nơi mà họ đã chiếm giữ của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy ở trên những trang truyền thông cũng đã chia sẻ là trang mạng Trung Quốc hô hào tấn công thành phố Hồ Chí Minh từ đảo chữ thập chỉ chậm bất có 1 giờ đồng hồ. Và quả thật như vậy, từ đây với cái đường băng dài 3 km thì với máy bay chiến đấu họ chỉ bay khoảng 1 giờ đồng hồ vào đến thành phố Hồ Chí Minh và có thể dội bom thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc bắn tên lửa từ đây hoặc là dùng nhiều biện pháp khác để áp chế tất cả những hoạt động dân sự cũng như quân sự của hợp pháp của Việt Nam ở khu vực đó cũng như của các nước khác. Và điều đấy rất nguy hiểm ở chỗ là Trung Quốc nói một đường
nhưng lại làm một cái kênh đảo khác hoàn toàn. Và cái điều này là gây cái lo ngại rất lớn cho những cái nước mà Việt Nam là một trong những cái nơi mà đang có những cái đối đầu rất lớn với Trung Quốc, bởi vì họ luôn luôn, Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách là thao túng toàn bộ vùng biển. Mà gần đây có những tàu như Hải Dương 8 đã đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để họ bắt đầu triển khai cái hoạt động là thăm dò địa chất để có thể sẽ đặt giàn khoan thời gian tới. Và điều này là Việt Nam rất phản đối, nhưng bằng những công hàm thì không thể ngăn chặn được Trung Quốc đưa những cái tàu lớn như thế này cùng rất nhiều tàu hộ tống. Và có những lúc theo truyền thông quốc tế đã ghi nhận có tới 80 chiếc tàu của Trung Quốc, gồm có cả tàu thăm dò, tàu hộ tống và cả những tàu dân quân, đã bao vây cái khu vực bãi Tư Chính để đẩy đuổi những cái tàu của cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu chấp pháp Việt Nam vào hoạt động trên cái vùng lãnh thổ của mình. Và điều này càng ngày càng nguy hiểm hơn khi Trung Quốc rất táo tợn và luôn luôn khẳng định cái vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế mà Việt Nam vẫn thường trước đến nay đồn trú ở đây và hoạt động khai thác thăm dò dầu khí và đi lại là hoàn toàn hợp pháp của Việt Nam. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã cho rằng đấy là lãnh thổ của họ và họ phải bảo vệ. Đấy là cái điều mà rất nguy hiểm. Và ngoài ra các bạn cũng biết rằng với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2019 đã tăng lên 177 tỷ USD. Trong đó thì hải quân của Trung Quốc đã được đầu tư rất lớn để tham gia vào cái chiến lược gọi thôn tính những lãnh thổ hoặc là những cái vùng lãnh hải mà Việt Nam hoặc nhiều nước khác chưa có điều kiện để có thể bảo vệ được, thì Trung Quốc đã làm điều đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể rất rõ, thì trong 3 năm tốc độ phát triển tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tăng 25%, không có nước nào trên thế giới sánh được. Hiện nay số lượng tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều hơn tàu cảnh sát biển của Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines cộng lại. Đây là theo một báo cáo của tình báo Hải quân Mỹ đưa ra. Và các bạn thấy cái biểu đồ rất rõ là Trung Quốc với 205 chiếc tàu hải cảnh, và Nhật Bản là 78 chiếc, Việt Nam 500 chiếc, Indonesia 8 chiếc, Malaysia 2 chiếc và Philippines có 4 chiếc. Thì cái số lượng của Trung Quốc quả thật là rất áp đảo. Và điều này rất nguy hiểm khi họ sử dụng những cái lực lượng tàu hải cảnh rất lớn, có những tàu đến 12.000 tấn rất lớn, để tuần tra và đâm húc những cái tàu cảnh sát biển Việt Nam và những cái tàu của ngư dân Việt Nam. Mà chính vì vậy chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những trường hợp người dân Việt Nam đánh bắt cá ngay trên vùng bờ biển thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đã bị Trung Quốc đâm chìm và bị chết hoặc là bị bắt lên trên tàu Trung Quốc, cũng như là bị tịch thu những phương tiện về ngành nghề cá của họ. Và Trung Quốc cũng rất hung hăng và họ luôn sẵn sàng đối đầu với các nước khác ở xung quanh như Nhật Bản, Úc, Philippines hoặc với Việt Nam, mà ngay cả với Mỹ họ cũng luôn luôn tìm mọi cách để dằn mặt hoặc là để thể hiện về cái sự hung hăng của mình. Và các bạn có thể thấy qua những hình ảnh Trung Quốc gần đây đã tập trận rất nhiều, và đây là một trong những hình ảnh mà tàu Trung Quốc đã bắn đạn thật, tàu khu trục tên lửa CNS Cáp Nhĩ Tân bắn đạn thật trong một cuộc tập trận hải quân. Và đây là cái đội tàu của Trung Quốc mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên những phương tiện truyền thông. Và ngoài ra Trung Quốc luôn luôn phát triển với cái đội tàu này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, và họ trang bị rất nhiều vũ khí, trang thiết bị ở trên những chiếc tàu này. Và khi Trung Quốc hiện nay đang chiếm giữ một số đảo của Việt Nam như đảo Cạc Ma và đảo Đá Chữ Thập, thì họ xây dựng đó thành những căn cứ để lo công tác hậu cần cũng như là những cái nơi neo đậu cho những chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đây. Thì đây, điều đấy rất nguy hiểm cho cái việc tranh chấp của thời gian tới sẽ diễn ra. Và lực lượng hải cảnh của Trung Quốc thì cũng rất lớn, bởi vì họ đã đầu tư một lượng tàu với trên 300 chiếc và lớn hàng đầu của thế giới, rất hung hãn và luôn luôn sẵn sàng đâm húc vào những cái tàu của Việt Nam. Mà cụ thể các bạn có thể thấy gần đây nhất là chiếc tàu hải cảnh số 46111 đã được điều tiếp tế để hộ tống tàu Hải Dương 8, khi cái chiếc tàu Hải Dương 8 đang làm công tác thăm dò địa chất ở ngay trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà hiện nay chiếc tàu này cũng như tàu Hải Dương 8 vẫn đang tiếp tục hoạt động ở trên vùng biển của Việt Nam, và xung quanh đó là chúng ta đã chứng kiến những cái tàu khác của Việt Nam lao tới, và trong đó có cả những tàu quân sự của Việt Nam như chiến hạm Quang Trung và một số tàu Trường Sa và một số tàu khác đang bảo vệ cái chủ quyền Việt Nam. Ngoài ra thì họ cũng huy động, Trung Quốc cũng huy động một lực lượng dân quân rất lớn. Và trong đầu tháng 8 vừa qua chúng ta đã chứng kiến là trên 3.000 tàu đánh cá của Trung Quốc đồng loạt ra khơi đánh bắt ở những vùng thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những một số nước khác. Mà điều đó thì rất nguy hiểm, bởi vì họ dùng cái chiến thuật này là dùng tàu dân quân, và có những tàu chỉ ra để vần đảo để đâm húc tàu đánh cá của Việt Nam và một số nước, để cho những cái tàu nước
sở tại là sợ hãi và không dám đánh bắt ở trên vùng biển của mình nữa. Và đương nhiên sau đó họ bỏ đi thì những cái tàu này họ sẽ thường xuyên hoạt động ở đó, và cái vùng biển của đó đã trở thành vùng biển của Trung Quốc một cách đương nhiên. Và đấy là cái điều rất nguy hiểm. Và chúng ta cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái tàu này họ đã neo đậu xung quanh những cái đảo, những cái vùng đánh bắt cá của Việt Nam cũng như Philippines để họ bao vây những cái tàu của ngư dân của những nước nước đó. Và đấy là chiến thuật của Trung Quốc, là họ tìm mọi cách để thao túng cái khu vực này. Đương nhiên Trung Quốc thì ngày càng hung hăng trên Biển Đông, Việt Nam cũng tìm mọi cách để áp chế và để tìm mọi cách để tìm để cái giải pháp về mặt ngoại giao và bằng hình thức là gửi công hàm phản đối. Nhưng Việt Nam cũng chuẩn bị cho rất nhiều những cái việc mà khi mà Trung Quốc tiến một bước nữa là họ có thể gây chiến với Việt Nam, thì Việt Nam cũng phải có những vũ khí mà Việt Nam cũng phải mua. Như các bạn nhìn thấy là hình ảnh của Việt Nam chính là quốc gia nước ngoài duy nhất được Nga chuyển giao công nghệ hệ thống tên lửa diệt hạm hành trình P-35B. Đây là những tên lửa mà Việt Nam đã mua. Và hình ảnh này chỉ được chia sẻ trên một số báo trong nước cũng như nước ngoài, nhưng chưa phải là tất cả những gì mà Việt Nam đã mua và đã chuẩn bị để đối đầu với Trung Quốc trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam là một đất nước có số lượng người không đông, và ngân sách quốc phòng của Việt Nam thì không nhiều so với 177 tỷ USD của Mỹ, của Trung Quốc. Cho nên cái điều mà Việt Nam cần phải làm thời gian tới là chỉ có cách duy nhất là bảo vệ được chủ quyền của mình, là lập tức liên kết với Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản để cùng nhau chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Và tất nhiên muốn như vậy thì Việt Nam cần phải chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tự do để tương đồng với các hệ thống của những nước văn minh trên thế giới như vậy. Bởi vì khi quốc hội của những cái nước đó họ xét duyệt cho những cái hợp tác đối với Việt Nam thì họ phải xem xét cái chế độ và cái pháp danh chính trị, định danh chính trị của nước đó. Mà nếu Việt Nam chỉ để một cái đảng độc đảng là Cộng sản lãnh đạo thì sẽ gặp trở ngại rất lớn, bởi vì những cái nước văn minh như Đức, Mỹ và nhiều nước khác đã từ lâu đảng Cộng sản không còn tồn tại nữa, hoặc có những nơi còn bị cấm hoạt động, và một số chỗ có nhưng mà không đáng kể số lượng đảng viên. Và gần đây nhất các bạn cũng đã chứng kiến những cái nước mà xã hội chủ nghĩa anh em như theo thể chế Cộng sản như Lào, Bắc Triều Tiên hoặc là Cuba, họ đã không hề lên tiếng khi Việt Nam lâm nguy trong hoàn cảnh lúc này, hiện nay, mà chỉ có các nước như dân chủ và tự do như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức và châu Âu là lên tiếng để ủng hộ cái tự do hàng hải, tự do hàng không và yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện những cái công ước quốc tế mà đã ký kết với các nước, trong đó có Việt Nam, về luật biển. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem là Nhà Trắng tố cáo chiến thuật đe dọa của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và đây là ông Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã chia sẻ vào ngày 20 vừa qua trên các trang truyền thông quốc tế. Và điều này nói rằng là ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất quan tâm và lưu tâm đến vấn đề là hợp tác với Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc không quá hung hăng và không được thể hiện cái chính sách bành trướng bá quyền ở cái vùng Biển Đông cũng như các nước vùng khác ở trên thế giới. Và điều này rất nguy hiểm nếu Việt Nam của chúng ta không ngăn cùng với Mỹ và các nước dân chủ ngăn chặn kịp thời, thì đây sẽ là một hiểm họa tương lai cho thế giới. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin ngày hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 2019. Và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và xin chào các bạn, và các bạn hãy để lại những chia sẻ sau video này cũng như những lời nhắn và những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp thường xuyên và nhanh nhất những thông tin để các bạn cùng biết. Xin chào các bạn.